Xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Anh dự kiến tăng viện trợ cho Ukraine vào năm 2024. Tín hiệu vui từ Mỹ, ông Biden có thể nhượng bộ đáng kể với đảng Cộng hòa để giúp Ukraine. Giao tranh nóng trên khắp toàn tuyến, Ukraine đạt lợi thế lớn ở mặt trận tả ngạn Kherson. Ukraine giành lợi thế, truy kích tiêu diệt nhóm xung kích nga ở Bakhmut Mút. Điện Kremlin đối mặt cần đau đầu mới, số lượng quân nga đào ngũ tăng mạnh. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Xin kính mời chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HJD News. Anh dự kiến tăng viện trợ cho Ukraine vào năm 2024. Quý vị thân mến. Hãng thông tấn Ukraine Udinform đưa tin, Bộ Quốc phòng của Anh hứa sẽ tăng cường viện trợ cho Ukraine vào năm 2024. Tuyên bố này được đưa ra bởi Grandchef, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine vào năm 2024 để chống lại sự xâm lược của Nga. Vào năm 2024, số lượng viện trợ sẽ tăng lên cùng với số lượng quân nhân có thể trải qua khóa huấn luyện quân sự được gọi là chiến dịch Interflash. Romania cũng sẽ tham gia huấn luyện quân đội Ukraine, điều này sẽ làm tăng tổng số nhân viên được đào tạo. Theo ông, kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, chính phủ Anh đã phân bổ 4,6 tỷ bản Anh để hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không, thiết bị cầu đường và hệ thống trà phá bơm mình. Là một phần của chiến dịch Interflash, Vương quốc Anh đã đào tạo 30.000 quân nhân Ukraine từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023. Để hỗ trợ những người tham gia chương trình toàn cầu này, cuộc mua sắm của Bộ Quốc phòng đã mua tất cả các thiết bị cần thiết để trang bị cho họ và tiến hành huấn luyện để nâng cao khả năng chiến đấu của họ. Ngoài ra, một ngành kinh doanh bổ sung đã được thành lập để tiến hành các khóa học y tế, hơn nữa, Bộ Quốc phòng Anh đã phân bổ một gói viện trợ bổ sung, bao gồm hơn 82.000 mũ bảo hiểm, hơn 25.000 bộ quần áo mùa đông, hơn 10.000 bộ áo giáp. Như đã lưu ý, đây là cuộc tập trận quy mô lớn nhất của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Vương quốc Anh kể từ Thế chiến thứ hai. Matrani trước đó đưa tin rằng, nông dân Anh đã tặng hơn 35 xe địa hình cho lực lượng vũ trang Ukraine. Các loại xe bao gồm các mẫu xe như Mitsubishi L200, Toyota Hilux Nissan X-Trail, Land Rover Defender. Theo Maxim Koyevsky, các phương tiện này đã được chuyển giao cho Bộ Chỉ huy Không quân miền Tây của Không quân Ukraine, Lữ đoàn Cơ giới số 24, Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 125 của lực lượng vũ trang Ukraine, Lữ đoàn 150 và các đơn vị khác. Tín hiệu vui từ Mỹ ông Biden có thể nhượng bộ đáng kể với đảng Cộng hòa để giúp Ukraine. Reuters trích dẫn một nguồn thạo tin cho biết, chính quyền của Tổng thống Biden đang xem xét các nhượng bộ đối với các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện và ủng hộ điều khoản an ninh biên giới trong dự luật tài trợ bổ sung nhằm cung cấp viện trợ mới cho Kiev và Tel Aviv. Nguồn tin cho biết, một tuần trước khi các chính phủ nghỉ lễ Giáng sinh, Tòa Bình ốc và Quốc hội đang cố gắng đạt được thỏa thuận cung cấp viện trợ quân sự cho hai đồng minh, đồng thời hạn chế tình trạng nhập cư trái phép qua biên giới Mỹ-Mexico. Đảng Cộng Hòa đã từ chối phê duyệt nguồn tài trợ bổ sung cho Kiev mà thiếu biện pháp nhằm giảm số lượng kỷ lục người di cư cố gắng vượt biên giới Mỹ trái phép. Vào ngày 6 tháng 12, Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẵn sàng nhượng bộ đáng kể về an ninh biên giới. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Angelo Fernandez Hernandez cho biết Tổng thống sẵn sàng thỏa hiệp. Giao tranh nóng trên khắp toàn tuyến, Ukraine đặt lợi thế lớn ở mặt trận tảng ngạn Kherson. Theo kênh tại khu vực Kovian, Nga đã áp sát Shinkoka, trong khi Ukraine thực hiện nhiều nỗ lực phản đòn gần Ivanovka, nhưng không thành công. Ngoài ra, vài ngày trước đó, đã xuất hiện thông tin về việc một trong những cầu vượt sông Osko bị phá hủy. Tại khu vực Svatovo, Kriminaya, các lực lượng Moscow tiếp tục phát triển để tấn công cục bộ. Đồng thời, một số cuộc tập kích của Ukraine đã bị đẩy lùi tại khu vực mỏm Tosco và gần khu rừng Sabiyansky. Theo hướng Donetsk, lực lượng Kiev nỗ lực giành lại quyền kiểm soát các khu vực phía tây Marinka nhưng không thành. Tại khu vực Avdiivka, Nga tiếp tục bao vây khu vực kiên cố ở sườn phía bắc diễn ra các trận chiến giành vành đai rừng gần Keramik và tăng cường kiểm soát dọc tuyến đường sắt phía nam Novo Kalinovo ở phía tây của khu vực kiên cố, họ tiếp tục gây áp lực về hướng Severno và Thonenko. Từ trục phía nam, lực lượng Moscow bảo vệ mỏ đá liền kề với khu vực nông thôn Vinogradniki. Theo hướng Kherson, gần Krynky, các đơn vị Kiev không cố gắng tiến sâu hơn. Mọi nỗ lực của các nhóm tiên tiến đều tập trung trấn giữ các vị trí bìa rừng trước các cuộc tập kích của Nga. Hoạt động tương tự của các nhóm xung kích của lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 cũng được ghi nhận tại rìa khu vực kiểm soát tại một ngôi làng ở phía Tây. Công binh đặt mình trên các hướng tiếp cận và cũng thiết lập các hỏa điểm. Ở phía Tây, hai phân đội xung kích của nhóm chiến thuật Krom di trên hai chiếc thuyền đến đảo Alashevsky, nơi dường như để luân chuyển lực lượng gần cầu đường sắt. Thú vị hơn trong bối cảnh hướng Kherson là đồng thái của Kiev về hướng bán đảo Kinburn, colonia Pristan. Ở đó, trong vài tuần, pháo tự hành Sisa từ ngoại ô và Ochakov đã tập kích các vị trí của đối phương mà không bị phản pháo. Việc không giao tranh khỏa lực trong thời gian dài tại những khu vực này tạo điều kiện thuận lợi cho Ukraine tích lũy tài nguyên và sau đó tấn công vào khu vực này. Địa hình khá phù hợp để băng qua và đổ bộ. Ngoài ra, vùng ven biển thuận tiện cho việc cất giấu các tàu thuyền nhỏ, và không người lái. Ukraine giành lợi thế truy kích tiêu diệt nhóm xung kích Nga ở Bạc Mất. Theo hướng Soleda, với tâm điểm là Bạc Mất, ở sườn phía nam, các cuộc giao tranh vẫn diễn ra nóng bỏng ở Klyuchka. Nga đang cố gắng giành lại được điểm cao quan trọng về mặt chiến thuật ở phía bắc, ngôi làng, nhưng gặp phải sự kháng cự quyết liệt đến từ lực lượng phòng thủ của Ukraine. Việc Ukraine kiểm soát vị trí này giúp có thể giám sát liên tục tất cả các hướng tiếp cận Kryucka cũng như các vị trí đổ bộ về phía bắc theo hướng Krano Ivanovsko. Lữ đoàn súng trường Nga đã bất lực trước sự vượt trội hoàn toàn của lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, trung đoàn 102 thuộc sư đoàn súng trường cơ giới số 150 Nga cũng đã thất bại trong cuộc đột kích vào hợp tác xã Datura ở phía tây nam Bakhmut, nơi đã bị mất hồi tháng 6. Những thất bại mới của Nga đã làm xấu đi vị thế của họ ở Krasnoye. Ở phía Tây Bắc, lính dù Nga tiếp tục tiến lên từ hồ chứa Bukhovsko. Bây giờ, các trận chiến đang diễn ra nhằm giành lấy trận địa quan trọng trong vườn ươm Valianovsky. Cùng lúc đó, tiểu đoàn 92 thuộc lữ đoàn 107 Ukraine đã bất ngờ phản công từ ngoại ô Bodanovka, dường như Nga đã không chuẩn bị trước về sự tấn công này đến từ lực lượng vũ trang Ukraine. Sau đó, lực lượng Kiev lợi dụng tình thế để tiến hành truy kích, loại bỏ nhóm xung kích của Nga. Điện Kremlin đối mặt cơn đau đầu mới, số lượng quân Nga đào ngũ tăng mạnh. Do chiến tranh chưa kết thúc hoặc có nguy cơ phải giải ngũ, số lượng binh sĩ Nga tìm kiếm lối thoát đã tăng mạnh trong vài tháng qua, khi cuộc chiến 21 tháng của Nga ở Ukraine kéo dài, có nhiều báo cáo cho thấy số binh sĩ được huy động tìm cách đào ngũ đang gia tăng. Ngày 5 tháng 12, Moscow Times dẫn lời nhóm Edith Lashom có trụ sở tại Georgia, chuyên hỗ trợ quân đội đang cố gắng rời khỏi quân đội của Putin, cho biết số yêu cầu hỗ trợ của họ đã tăng 89% trong vài tháng qua. Gregory Sverling, người sáng lập và lãnh đạo nhóm cho biết, từ tháng 6 đến tháng 8, nhóm đã nhận được 305 yêu cầu giúp đỡ, nhưng từ tháng 9 đến tháng 11, con số này đã tăng gần gấp đôi. Ông nói với hãng rằng hầu hết các yêu cầu đến từ những người bị thương được điều trị tại bệnh viện, nhưng sau đó được yêu cầu quay trở lại tiền tuyến. Sergei Krivenko, giám đốc nhóm nhân quyền công dân, quân đội luật, lặp lại quan điểm này khi nói một năm đã trôi qua kể từ ngày bắt đầu tổng động viên, nếu một số người vẫn còn hy vọng rằng họ có thể về nhà sau một thời gian phục vụ nhất định, thì bây giờ đã không còn ảo tưởng như vậy nữa. Ông lưu ý rằng các quân nhân thấy rằng không có sự luân chuyển, ngay cả những người bị thương nặng cũng được đưa trở lại mặt trận sau khi nhập viện. Người phát ngôn của dự án Vitaly Mafienko nói với trang web Medusa vào tháng 9 rằng trong năm, Adit Lashram bắt đầu hoạt động. Nó được ra mắt trùng với thông báo huy động năm 2022 của Putin. Dự án đã nhận được hơn 22.000 đơn đăng ký từ những người Nga muốn tham gia tình nguyện đầu hàng Ukraine. Người đại diện không sẵn lòng xác nhận có bao nhiêu yêu cầu trong số đó đã trở thành sự đào ngũ thực sự vì lý do an ninh. Ông cũng nói rằng để bảo vệ cá nhân khỏi bất kỳ sự trả thù nào của Nga, những người tự nguyện đầu hàng sẽ được đăng ký là bị bắt khi hành động cùng với tất cả các tù nhân chiến tranh khác. Vào tháng 8, Andrei Yusuf, phát ngôn viên của Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine, Azur, nói với hãng thông tấn Uniform của Ukraine rằng, cứ năm tù binh Nga bị bắt thì có một người tự nguyện đầu hàng. Ông nói rằng, mỗi ngày có từ 3 đến 5 quân nhân đầu hàng theo chương trình Tôi muốn sống. Vào tháng 9, Yusuf cho biết số lượng người tìm cách đào ngũ đã tăng gần 70% sau vụ đào tẩu ngày 23 tháng 8 của phi công Nga Maxim Kuzminov người đã lái chiếc trực thăng Mi-8 của mình tới một sân bay Ukraine trong một chiến dịch do Ukraine thiết kế. Ashera được gọi là Sinitsa. Trích dẫn ấn phẩm trực tuyến Mediazona của Nga, hãng tin New Voice of Ukraine cho biết hôm ngày 24 tháng 11 rằng, kể từ khi bắt đầu cuộc huy động tháng 9 năm 2022 ở Nga, hơn 4.000 vụ truy tố hình sự về tội đào ngũ đã được đưa ra trước tòa án Nga. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng, không chỉ quân đội ở tiền tuyến, là đã thấy đủ. Gia đình của họ bắt đầu phản đối, thành lập nhóm Telegram với 80.000 thành viên để tổ chức biểu tình, kiến nghị và gửi thư tới Tổng thống Nga, yêu cầu trao trả những người đã chiến đấu hơn một năm mà không được luân chuyển và nghỉ phép. Giờ đây, với sự ủng hộ của công chúng đối với gia đình của họ, bên cạnh bối cảnh mùa đông khắc nghiệt và những trận chiến như ở Adipka, biến thành một công việc nặng nhọc khác của máy xay thịt, có khả năng số lượng quân Nga tìm kiếm lối thoát sẽ tăng lên trong thời gian tới, tuần và tháng tới. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.ptv.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp